Theo quyết định số 18 năm 2021 QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro. Điều 42, cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới bão. 1. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau: dự báo áp thấp nhiệt đới, bão cấp 8, cấp 9 hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển ven bờ, đất liền, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Dự báo bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển ven bờ đất liền, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau: dự báo bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên đất liền, khu vực Nam Bộ. Dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dự báo bão rất mạnh từ cấp 14, cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Dự báo bão từ cấp 14 trở lên hoạt động trên Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Rủi ro thiên tai cấp độ 5 gồm các trường hợp sau: dự báo bão rất mạnh cấp 12, cấp 13 hoạt động trên đất liền, khu vực Nam Bộ. Dự báo bão rất mạnh cấp 14, cấp 15 hoạt động trên đất liền các khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Dự báo siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.